Vâng, hello em, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà quay trở lại với vườn lan Ca Linh. Vâng, tiếp tục buổi tối hôm nay, tối ngày 19 tháng xin lỗi ngày 20 tháng 9 năm 2023. Em là lên quay video chia sẻ các bác các cụ đấy, những cái chậu xanh Huế. Đấy, những chậu đẹp nhá. Mà giá thì giá là bằng giá giống thôi. Toàn côn lùn và đẹp thôi các bác cô chú anh chị ạ. Đấy, và kèm theo những chậu phan chí. Đấy, phan chí thì nó dao động là cũng là từ 400, 500, 600. Đấy, 600 nghìn cho một thân thôi. Nó cũng rất rẻ các bác cô chú anh chị sưu tầm. Còn xanh Huế thì em bán tính ra thì nó cũng không đến 100 nghìn đồng cho một thân. Rất là rẻ. Vâng, thì em sẽ có hai số điện thoại để các bác cô chú anh chị liên hệ đặt hàng. Đấy, em là vườn lan Ca Linh các bác cô chú anh chị nhá. Đấy, thì các bác cô chú anh chị có thể là liên hệ trực tiếp có hai số đó thì em sẽ chạy ở trên màn hình luôn. Đấy, thì mọi người có thể là liên hệ trực tiếp hoặc là nhắn qua Zalo giúp em để nhận những đơn hàng chất lượng mà giá rất là ưu đãi cho mọi người ạ. Vâng, thì em xin giới thiệu về cái dòng kiếm xanh Huế này thì với những bác đã chơi lâu rồi thì nhìn qua là biết thôi. Đấy, nó là dòng lá úp thìa. Dòng lá úp thìa nhá. Đấy, hầu như chậu nào thân nào nó cũng có lá úp thìa là hướng trong về phong thủy thì nó rất là ok đấy. Đấy, lá úp thìa này. Đấy, và đầu lá cái dòng này bắt buộc nó phải sạch tinh. Đấy, nó là hàng va, nghĩa là hàng đột biến ấy. Thì đầu lá của nó sạch, năm cánh xanh lưỡi trắng. Đấy, đây lá nào cũng úp thìa nha. Tất cả đều bảo hành chuẩn tuyệt đối về lá láng. Thứ nhất là về lá láng dòng này nó có hai cái loại dính virus là nó là lá sần. Đấy, còn loại là lá láng, loại lá sần thì nó rẻ. Từ trước đây là lá sần lúc nào cũng rẻ hơn vì lá nó xấu. Đấy, còn mặt bông thì nó như nhau thôi. Còn lá láng thì nó đắt hơn. Lá sần lá nó đẹp, bông xanh Huế đấy ạ. Đây thì em sẽ đi chi tiết nhé. Mà mọi người vào xem thì cho em xin link xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like. Đây, như chậu số 1 xanh Huế láng này. Chậu này 3 thân. Em giao lưu rẻ cho các cụ với giá là 270.000 đồng. Bao ship 3 thân không lỗi. Rất đẹp. Là cái đơn số 1. Đây, cái đơn này nó có nụ đây này. Và dưới đây có một mầm này. Đấy, một nụ này. Cái đơn này bán lá tầm trên 5 sen. Đấy, lá tầm 5 sen rưỡi ấy. Nó có lỗi chút này. Đấy, cụ nào mà lấy cái đơn này em giao lưu cho các cụ là 100.000 đồng. Đó, cho các bác cô chú anh chị sưu tầm là cái đơn số 2 nhá. Đơn số 3 này. Đơn số 3 hai thân cái này là nó ra lưỡng tính giữa hoa và mầm. Cái bên này này, cái mầm xoáy này. Đấy, mầm xoáy này sao nó rất khỏe nhá. Đấy, sao nó cực khỏe, nó ra rẻ, nó bật mầm từ đó luôn. Đây mã số 2 đây em giao lưu các bác cô chú anh chị hai thân này là 180.000 đồng. Bao ship luôn. Đó, quá là ok luôn. Là mã số 3 đấy. Mã số 4 hai thân một măng. Úi giời, đẹp luôn bộ rễ của nó này. Cái này thì em nâng lên em gửi các bác nhá, vì em vừa trồng nhưng mà đã ươm, đã phun kích rễ nó rất khỏe các bác. Đấy, rất ra rất nhiều rễ luôn. Đấy, mã số 4 hai thân một măng. Em giao lưu 230.000 đồng. Bao phí ship rồi. Là quá rẻ luôn ạ. Mã số 5 cũng hai thân một măng. Hai thân một măng. Mã này thì giống hơn thì em giao lưu cho các bác là 201 là mã số 5. Mã số 6 thân thủ to đùng luôn này. Đấy, bác nhìn cái này về lên chậu thì nó quá đẹp luôn. Nó là gần như là một mẹ hai măng nhá, hai măng sừng trâu. Đấy, nó có một chút lỗi lá thôi. Lỗi lá thì bán giá lỗi lá. Đấy, giá rẻ. Đấy. 170.000 đồng. To đùng luôn. Nhìn đẹp luôn, cái này lên chậu thì đúng đẳng cấp luôn. Nói chung lấy những con giống này thì quá ok. 170 bao ship rồi. Là mã số 6. Đấy, còn những cái chậu to này này. Bác nào muốn chơi chậu to. Đấy, thì em giao lưu cái giá cũng không không đến 100.000 đồng này. Ví dụ như chậu này 6 7 thân thì nó rơi vào tầm đó đó. Đấy, nhiều nơi họ vẫn đang bán là 120, 130 cho một thân đấy. Các bác nhá. Đó là cái dòng kiếm xanh Huế. Sang cái dòng phan chí. Đây, phan chí thì sang đây các bác. Phan chí thì em vừa tách một dải luôn. Tách một chậu là mười mấy thân. Đây, có những chậu chắc chắn là có những chậu mà thân già thì các bác có được ngắm hoa luôn đấy. Đây, như cái chậu này này. Chậu số 1 là một thân một măng con nhá. Măng này không phải là hai sen rồi đấy, nó nằm ở dưới này. Cái măng nằm dưới này, cứ bảo hành cho các bác là có măng bán lá là 5 sen rưỡi đấy. Lá rất to, xanh Huế thì lá dày và lá rất là to các bác nha. Chậu này em giao lưu cho các bác cô chú anh chị 550. 550 chậu đẹp này, không lỗi này. Cái chậu này thì để làm giống rồi, chậu này thì nó bị lỗi cái lá. Thì
Em muốn giao lưu các bác là cái chậu không nổi. Chậu này là 6 sen rưỡi này, 6 sen rưỡi đấy. Chậu to gần như là 2 thân và 1 mang con. Rất to luôn. Đây, 2 thân, gần 2 thân. Chậu này là 1 triệu. Chậu số 2. Chậu số 3 này. Chậu này 1 thân 1 măng đấy. Đây này, măng này, măng con này, này. Em giao lưu các bác cô chú anh chị, chậu này là 550 luôn. Đấy, giao lưu là 3 chậu thôi. Đấy, còn đây là tất cả những con giống vì phân chín nó không có nhiều đâu, nó để chậm lắm các bác ạ. Đấy, quan trọng là cái cây phải chuẩn giống, những cái thân củ nó phải to. Các bác cô chú chị sưu tầm. Đây còn như là đỏ Mỹ này. Đấy, Hồng Văn Giang, như Hồng Văn Giang này, chậu này em giao lưu 250 này. Hồng Văn Giang chậu này phải được 6-7 thân. Đấy, đỏ Mỹ. Đây thì có mấy chậu đỏ Mỹ thôi. Thì cái trồng dòng đỏ Mỹ thì giá nó cao. Đấy, như cái chậu này em giao lưu là 1,6 triệu này. Chậu này là chậu tác phẩm đẹp. Chậu đỏ Mỹ này rất đẹp luôn ạ. Mông củ rất to luôn ạ. Đấy, 1,6 triệu. Đỏ Mỹ thì bây giờ nó rất hiếm các bác ạ. Tiếp theo em vào đây em mời các bác cùng ngắm một chút địa. Địa lan thì hoa nở bảo Tết. Thanh Ngọc em giao lưu các bác là 60.000 đồng cho một thân nhé. Địa lan Thanh Ngọc thì lỡ rồi thì vào đây thì giao lưu các bác này. Địa thì em cũng có nhiều loại lắm. Hoàng Kim Công Chúa này. Như Thanh Ngọc này. Thanh Ngọc là cái dòng mà hoa Tết rất đẹp, mà dòng truyền thống phổ thông hầu như là Tết ai người ta cũng sưu tầm. Giá thành nó rẻ thì mình sưu tầm được thôi, chứ còn để các mua những cái đơn mà đấy thì giá lại nó lại rất là cao. Đấy, Tết mà chơi những cái chậu như thế này thì quá đẳng cấp luôn ạ. Bông Thanh Ngọc đây ạ. Hoa nở tại vườn nha. Đấy, em ra bán với giá là 60.000 đồng cho một thân. Là em đã chăm lên được những cái măng thế này đấy. Thì phải bán được đấy, chứ bây giờ nhập hàng về nhá cũng phải tầm 6-70.000 đồng cho một thân rồi. Còn mình trồng ra được, mình nuôi từ năm ngoái, từ tháng 12, tháng 11, 12 năm ngoái đấy. Đây này em trồng lên thì nó ra được măng, được mầm. Thì em bán rẻ cho các bác, cô chú, chị thôi. Đây này, em trồng lên này. 26 tháng 11 năm 2022 đây này. Đấy, trồng bây giờ thì nó ra được thân thì mình mới bán rẻ được. Còn nếu như mà mua về nhập về bán thì chắc chắn là không có giá này đâu. Nhổ chậu gửi các bác nhá, 60k cho một thân. Cứ 60.000 cho một thân. Này Tết có chậu để chơi thì quá là ok luôn ạ. Đấy, còn các dòng đào cơ là sen hồng thần hà này, rồi là chiều châu tố hà này. Đấy, rồi là hoàng kim công chúa, đại mạc lá biên. Đấy, rất nhiều dòng. Rồi là hoàng thanh, hoàng vũ. Đấy thì em xin giới thiệu thế thôi. Xin cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video. Và một lần nữa em xin chào và kính chúc tất cả các bác cô chú anh chị luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công, may mắn ạ. Và mọi người đặt hàng thì liên hệ trực tiếp cho em qua 2 số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo giúp em nhá. Em xin cảm ơn cả nhà mình.